Chào các bác nha, đây là những cái mũi khoan em thanh lý. Cái mũi khoan đất. Các bác nào mình có máy khoan đất rồi thì cái mũi của mình nó bị hư hoặc là nó bị mất gì đó thì mình mua cái mũi này. Mũi của máy khoan đất. Cái đường kính của nó là cỡ khoảng tầm 20-25 thì đó nha. Còn nói chung là đường tròn của nó thì nó cỡ khoảng một gang tay hơn gang một chút. Thì em đoán là cỡ khoảng 20 hoặc 25 gì đó. Khoảng 25 đi, nó khoảng 25 cm. Cái chiều cao của nó, cái mũi này thì nó được khoảng 80. Còn bên này thì nó có cái đoạn lối này nữa thì nó khoảng tầm mét. Đây là cái đoạn lối thêm dài, còn mình không cần thì mình lấy cái đoạn này thôi, cái mũi của nó thôi. Thì cái này em bán thì có 200.000 thôi các bác nhá, có 200.000 một cái mũi thôi, cực kỳ rẻ. Mũi khoan đất 200.000. Các bác nào lấy thì liên hệ em. Tiện đây thì em cũng thanh lý cho các bác mấy cái máy thổi homeline. Nói như vậy, bác nào mình làm lỗ thì giá của nó 500.000 một máy nhá. 500.000 một máy. Còn bác nào mình không biết làm lỗ thì em làm lỗ cho các bác thì giá của nó là 1.000.000 đồng. Đấy. 1.000.000 đồng. Các bác mình về tự làm lỗ thì thanh lý cho các bác giá 500.000 thôi. 500.000 một máy. Còn các bác mình không biết làm lỗ thì em làm lỗ cho các bác thì giá là 1.000.000 đồng một máy. Nó có mấy máy ở đây. Bên này là hôm nay của Úc và bên này là hôm nay của Mỹ các bác nha. Đây là con sò, thổi con sò. Đây là cái máy thổi dài. Giá 500.000 một máy, các bác về tự làm lỗ. Còn đây là những cái vòi bơm xe, cái vòi bơm xe máy ô tô. Đây, bác nào lấy thì thanh lý các bác giá rẻ thôi. Bác nào lấy hết cái lô này thì em thanh lý các bác 100.000 một cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Thì bác nào lấy hết cái lô này thì em thanh lý các bác giá 100.000 một cái. Bác nào lấy lẻ thì hôm nay em sẽ bán cho các bác giá 150.000 một cái thôi. Còn mấy cái thanh lý cho nó hết. Bác nào mình quan tâm thì liên hệ em nhé.